và mình có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để làm trại cho khách ở bên huyện Bình Chánh nha mọi người nhé. Từng cặp khi mà mình bắt chim bồ câu á, thì mình đánh dấu từng cặp, thành ra là khi đến nhà khách thì mình sẽ ghép đúng những cái cặp đó ra cho khách. Rất ít khi làm công việc này, thì đây bây giờ mình bấm thử cho mọi người xem luôn. Và cái công tác bấm lồng này nó cực kỳ quan trọng, nếu mà mình bấm không kỹ á, thì sẽ làm cái lồng chim bồ câu á, nó bị dao động á, thì thành ra là khi con chim bồ câu nó sinh sống ở bên trong thì nó sẽ nhảy, thì là sẽ cái lồng này nó có nguy cơ là thứ nhất là nó bị đổ này. Thì mình để có thể làm ở những cái không gian hẹp mà mình vẫn có thể nuôi chim mà đạt hiệu quả cao, đó là mình áp dụng nuôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là xe tải chở toàn bộ đồ nghề, lồng và 200 cặp chim bồ câu. Và mình có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để làm trại cho khách ở bên huyện Bình Chánh nha mọi người nhé. Đây là chim bồ câu giống về là sinh sản liền đấy nha mọi người. Đây là chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái. Đã nhìn là mọi người đã biết liền là chim gì rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm trại với cái quy mô 200 cặp cho một anh khách cực kỳ dễ thương ở huyện Bình Chánh. Đây cho mình quay cận cảnh nha mọi người xem, đây là xe tải của mình. Xe tải này thì mình chạy từ Đắk Lắk xuống nha mọi người nhá. Đây là chim giống cực kỳ chất lượng ở trên Đắk Lắk. Và chim này là về đẻ liền. Và ở đây là có máy bắn hơi này, lồng đầy đủ. Thì từ đường quốc lộ mà vào nhà anh khách ấy, thì có cái đường rất nhỏ, xe tải không thể đi được, nên là anh em bây giờ là phải chuyển từng chuyến vào bằng xe rùa. Đây là mình sẽ vận chuyển lồng trước, còn chim thì lát nữa thì mình sẽ đặt lên trên xe máy nhỏ thì mình sẽ chở thẳng vào nhá. Khá là vất vả mọi người ạ. Đây là chim bồ câu giống nha mọi người nha. Đây là khi mà mình vận chuyển đến nhà khách thì nó phải đảm bảo được cái trong quá trình vận chuyển thì chim nó phải khỏe mạnh nha mọi người nhé. Đây là anh em đóng gói chim rất là cẩn thận ở trong những chiếc lồng như thế này. Và có một điểm cực kỳ quan trọng nữa là mình đánh dấu từng cặp. Khi mà mình bắt chim bồ câu thì mình đánh dấu từng cặp. Thành ra là khi đến nhà khách thì mình sẽ ghép đúng những cái cặp đó ra cho khách nha mọi người nhé. Đây là điều hầu như trại mình làm thôi. Và 200 cặp chim này á, thì toàn bộ là chim bồ câu là sinh trưởng và phát triển rất tốt nha mọi người nhé. Đây mọi người, như nãy mình nói ở trên đầu á, thì mình có đánh dấu bằng màu lông á. Thì chính vì vậy là khi mà đến nhà khách á, thì hầu như là cái tỷ lệ sai sót á, là hầu như là mình sẽ kiểm soát được cái việc đó. Và khách á, thì họ rất là ưng ý với cách làm ở trại mình. Và 200 cặp á, thì là một số chim là cũng rất là ok để mình có thể xây dựng trang trại rồi nhá mọi người nhá. Cái này thì ở trại mình là có ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi luôn. Thì thành ra là khi mà có chim ra ràng thì ở trại mình sẽ thu lại nhá. Đây, anh em đến đây nhà chú này tầm khoảng lúc 3 giờ sáng. Và bây giờ mình bắt đầu khâu vận chuyển vào nhà. Đây, sau một lúc hí hục thì chim đã được vận chuyển vô trong nhà. Và mình để ở ngoài này, còn cái không gian bên trong thì để anh em bắn lồng cho mọi người nhé. Đây, con đường khá nhỏ, xe tải không vào được, nên hoàn toàn mình phải vận chuyển bằng thủ công hết nha mọi người. Cũng khá là vất vả đấy. Còn nhưng mà với sự chuyên nghiệp của trại mình thì cái gì cũng có thể làm được. Còn bây giờ thì anh em bắt đầu cái khâu bắn lồng nha mọi người. Cái lồng này là ở trại mình sản xuất luôn đó nha. Cái thép này thì hầu như là cái độ bền của nó là mình có thể xài của nó là 20 năm mà mình vẫn có thể xài tốt được. Chứ còn lồng mà ở chợ đâu có thứ thì mọi người xài chỉ được một thời gian thôi. Còn thép bên mình rất là dày. Đây, 200 chiếc lồng cho khách. Và bây giờ là toàn bộ là nhân lực của anh em mình bắt đầu vào cái khâu làm việc. Cái diện tích của anh này thì nó không được lớn nha mọi người nhá. Nó ngang ngang ba hơn và dài tầm khoảng 12 ấy. Nên thành ra là anh em mình phải tính toán rất là kỹ. Và anh em mình có đi tham quan trước rồi nên là hôm nay bắt tay vào làm việc thôi. Thì đây là hoàn
hoàn toàn là trại mình sản xuất luôn, mà mình hôm nay thì mình trực tiếp mình bấm lồng cho khách luôn nha mọi người. Mình rất ít khi làm công việc này, thì đây bây giờ mình bấm thử cho mọi người xem luôn. Và công tác bấm lồng này nó cực kỳ quan trọng, nếu mà mình bấm không kỹ á, thì sẽ làm cái lồng chim bồ câu nó bị dao động á, thì thành ra là khi con chim bồ câu nó sinh sống bên trong thì nó sẽ nhảy, thì là sẽ cái lồng này nó có nguy cơ là thứ nhất là nó bị đổ này, thì mình bấm lại rất là cực. Như vậy là cái công tác ngay từ đầu tiên mình làm cái thật kỹ nha. Bấm như thế này rất là kỹ nha mọi người. Cái lồng này là mình sản xuất luôn và mình hôm nay ráp 200 cặp cho khách ở đây nha. Mang cả máy hơi bán luôn cho nó tốc độ nó nhanh, xong công việc ở trong ngày luôn. Đấy, anh em làm rất là kỹ để làm sao cho khách hàng ưng ý nhất là mình ok. Đây, đặc biệt những cái vị trí này thì mình phải lưu ý mình bấm thật kỹ nha. Rồi. Cái này là cái diện tích này là cũng vừa phải. Đây là mình sẽ làm lồng kiểu Thái cho khách mọi người nhé. Lồng không đáy á. Đây. Lỗ đè này cực chất lượng nhé. Lồng chim bồ câu này, mình xài cực kỳ bền. Khoảng mười mấy 20 năm vẫn xài tốt luôn. Sau khi mà bấm lồng cơ bản thì bắt đầu anh em thả chim ở đây cho nó khỏe nhá. Cái này là chưa phải là khâu cuối cùng đâu nha mọi người nhá. Và đây là anh em làm 4 tầng luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ tiết lộ cho anh em cái cách để có thể làm ở những cái không gian hẹp mà mình vẫn có thể nuôi chim mà đạt hiệu quả cao. Đó là mình áp dụng nuôi kiểu Thái và lồng ghép thêm đó là kiểu của Việt Nam. Thì vậy cái lồng này như thế nào thì mọi người có thể xem kỹ hơn ở cái clip sắp tới mình sẽ làm. Ở đây mình sẽ làm 4 tầng nha. Cái này là lâu lắm rồi mình mới làm 4 tầng cho khách á. Thứ đại đa số thì mình làm 3 tầng thôi. Tại vì 4 tầng nó hơi cao. Nhưng mà vẫn có thể cho chim ăn và mình vẫn có thể bắt chim ra ràng bình thường nha mọi người nhá. Đây là hoàn toàn anh em mình thiết kế đấy. Đây là lồng mà anh em mình chống lên đây rồi. Thì mọi người có thể nhìn tận mắt có thể thấy được là cái sự chuyên nghiệp của anh em mình làm. Và làm đến đâu là kỹ đến đó luôn mọi người nhá. Cái này là 4 tầng này và rất là chắc chắn. Và cái không gian tuy nhỏ nhưng mà nó cực kỳ thoáng luôn mọi người. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà trồng được nhà khá là diện tích nhiều cây là đại gia.